chào tất cả quý vị đã quay lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Quý vị nào đang xem của Bi mà chưa nhấn vào nút đăng ký thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký nè, nhấn vào cái chuông nữa nè thì quý vị liên tục cập nhật tình hình bên Bi. Và hôm nay Bi sẽ giới thiệu với quý vị một cái đầu giải mã. Quý vị nhé, một cái đầu giải mã đến từ Mỹ, thương hiệu Audio Onchemy nha quý vị. À, mấy đầu, ba đầu, Bi có ba cái nha quý vị, ba cái cùng một model Audio Onchemy Made in USA nha quý vị. Cụm nguồn của nó nè, cụm nguồn của nó cũng là được làm từ Mỹ luôn. Có những thương hiệu nó đặt làm Trung Quốc, nhưng mà cái này thì nó làm tại Mỹ luôn nha quý vị. Đây nè, designed manufacture in USA, cụm nguồn tại Mỹ luôn nha. Quý vị nhận hàng là phải nhận đúng cụm nguồn này nha quý vị. Đúng cụm nguồn này nha, không phải thì không đúng đâu nha. Đây, là này như vậy. Và model của nó đâu rồi? Model của nó là Digital Decoding V1.0 nè quý vị. Đọc V1.0 cho nó nhanh nha. V1.0 nha. Vì có ba cái nè. Ba cái này về ngoại hình là nó như nhau nha quý vị. Bên nhìn nó như nhau, cũng chả có cái nào đẹp hơn cái nào xấu hơn cái nào đâu. Như nhau. Và kích thước của nó thì không lớn lắm ha. Bị đo xem coi kích thước của nó bao nhiêu. Kích thước của nó không quá nhỏ cũng không quá lớn nè. Đây, nó có chiều rộng là 21,5. Chiều sâu là 13,5. Được chưa? Nguồn điện là 120. Nguồn điện 120 nha quý vị. Nguồn điện 120. Rồi bây giờ đi quay phía sau nè. Phía sau là nó có nó có cổng optical coaxial. Đây đi qua phía sau. Giải mã 24 bit nha quý vị. Giải mã 24 bit. Mức giá của nó dưới 5 triệu quý vị, cực kỳ dễ chơi. Bi cũng bán rất là nhiều giải mã Âu Mỹ. Thì quý vị thấy là những dòng của Âu Mỹ là toàn có coaxial optical và USB máy tính. Còn cái dòng này là có coaxial và optical nha. Đây quay rất là kỹ nha quý vị. Phía sau nó vậy nha. Nè, design and manufacture in USA nè quý vị. Made in USA nha quý vị. Rồi, quý vị mua cái nào thì mua cái này với mua cái nào là đúng không? Tại vì ba cái mà cùng một model mà. Thì mua cái này quý vị báo cho Bi nha. Bây giờ Bi báo mức giá này chỉ 4.700.000 thôi. 4.700.000 thôi nha quý vị. Quý vị có một cái đầu giải mã đến từ Mỹ, thương hiệu Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Audio Onchemy là thương hiệu của nó nha. Ba cái nào cũng như nhau hết nha. Cái nào cũng như nhau hết nha. Đi quay ba cái luôn. Rồi. Đây ba cái ba cục nguồn nè. Ba cái ba cục nguồn. Để coi ứng đi gì như này. Rồi, mức giá 4.700.000. Và đây là cái dây AV Bi bán 1.100.000 nè quý vị. 1.100.000. Và USB giấy nhạc sẵn 128GB với mức giá 800.000 nha quý vị. Nhạc lót đế chất lượng cao. 4.700.000 bây giờ Bi test luôn. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc nha. Thank you.
想一想，你去看。